Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước ép tỏi đen căng hoa đến từ Hàn Quốc Trong việc là hỗ trợ giúp làn đẹp da dành cho chị em phụ nữ vâng hẳn rằng là mỗi chị em phụ nữ thì đều có nỗi lo riêng đúng không ạ tuy nhiên thì kiều anh dám chắc chắn rằng một nỗi lo chung mà chị em phụ nữ nào cũng đều gặp phải đó chính là làm như thế nào để duy trì làn da đẹp dạng dỡ của mình cũng như là tươi tắn hồng hào và uh, cũng như là chậm lão hóa theo thời gian đúng không ạ và tất nhiên là bên cạnh chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp thì việc các chị em phụ nữ sử dụng các liệu pháp chăm sóc da ở từ bên ngoài sử dụng kem dưỡng là vô cùng quan trọng đúng không? Tuy nhiên thì các chị em phụ nữ cũng hãy nhớ cho kiểu Anh nhé là bên cạnh việc sử dụng kem dưỡng chăm sóc da từ bên ngoài thì việc chăm sóc cơ thể của chúng ta từ bên trong cũng vô cùng quan trọng. Và chính vì vậy thì Kiều Anh sẽ giới thiệu kỹ hơn tới mọi người công dụng của dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cao hoa đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm ở chị em phụ nữ. Ngoài 30 tuổi thì tình trạng lão hóa đã bắt đầu xuất hiện ở chị em phụ nữ rồi. Những dấu hiệu chúng ta có thể nhận thấy như là các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, cũng như là nếu như để ý kỹ thì sẽ thấy là dưới da mình xuất hiện các vết nám tàn nhang. Tất nhiên, đối với những chị em phụ nữ chăm sóc kỹ càng hơn sẽ tình trạng này thì sẽ xuất hiện muộn hơn. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng là tại sao dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cang hoa này nó lại có công dụng là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm ở chị em phụ nữ thì hãy nghe kỹ những điều mà Kiều Anh giải thích sau đây nhé. À, nước ép tỏi đen thì có chiết xuất từ tỏi đen đến từ Hàn Quốc và hẳn rằng là trong chị em phụ nữ chúng ta ai ai cũng biết rằng tỏi đen được xem như là một trong những loại ở uh, dược liệu vô cùng quý hiếm và còn được xem là thần dược ở uh, giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe ngăn chặn tình trạng ung thư cũng như là uh, giúp làm đẹp vô cùng hiệu quả đúng không và tất nhiên mọi người thì thường có thói quen rằng là chúng ta uh, sử dụng tỏi đen bằng cách là nhai trực tiếp cả củ uh, tuy nhiên thì với cách này chúng ta cũng sử dụng được nhưng nếu như sử dụng tỏi đen ở dạng nước ép như bên cạnh kiểu anh đây thì chúng ta sẽ hấp thu được hết toàn bộ công dụng của mà dòng sản phẩm này mang lại cũng như là nó sẽ làm tăng lên hiệu quả ngăn ngừa tình trạng lão hóa ở chị em phụ nữ chúng ta và trong tỏi đen thì đã được chứng minh rằng có các chất chống oxy hóa vô cùng cao và các chất chống oxy hóa này khi đi vào trong cơ thể cũng như là ngăn chặn tình trạng các gốc tự do xảy ra nhiều hơn và từ đó thì sẽ khiến cho da của chúng ta luôn được căng mọng cũng như là trẻ trung và một điều nữa, kiểu anh tin chắc rằng là các chị em phụ nữ vô cùng yêu thích đó chính là dòng sản phẩm nước ép tỏi đen này. trong quá trình sử dụng nó còn có tác dụng là ngăn chặn sự hình thành các sắc tố melanin trên da của chúng ta và đồng thời giúp cho da của chúng ta được hồng hào khỏe mạnh hơn. hay là đối với những chị em phụ nữ mà trước đây ở da của chúng ta mặc dù không tiếp xúc với các loại mỹ phẩm hóa chất nhưng vẫn thường xuyên lên mụn và cũng như là da của chúng ta nổi mẩn đỏ thì kiểu anh tin chắc rằng gan của bạn đang gặp vấn đề. tuy nhiên khi đã sử dụng dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cao hoa đến từ Hàn Quốc này rồi thì các bạn yên tâm nhé, bởi vì nó sẽ đi sâu vào trong cơ thể, giúp giải độc gan cũng như là loại bỏ tình trạng à, men gan cao hay là mỡ thừa xuất hiện ở gan, từ đó thì sẽ giúp cho các chức năng gan được khỏe mạnh hơn, hoạt động tốt hơn và giải độc cơ thể tốt hơn và cũng từ đó nó sẽ tác động trực tiếp lên da của chúng ta và giúp làm biến mất tình trạng mẩn đỏ cũng như làm nổi bề đay, nổi mụn trên da. Vâng, uh, chính vì vậy thì Kiều Anh mới giải thích tới các bạn rằng là tại sao chúng ta cũng phải nên làm đẹp da từ sâu bên trong cơ thể. Và việc sử dụng nước ép tỏi đen này là một trong những liệu pháp làm đẹp da lâu dài và rất được hiệu uh, rất hiệu quả được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng sử dụng. Và bản thân Kiều Anh hiện tại cũng đang là một trong những tín đồ sử dụng dòng sản phẩm nước ép tỏi đen này. Uh, và với dòng sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ kỹ cho Kiều Anh nhé Đó chính là mỗi ngày thì chúng ta sẽ sử dụng một gói nước ép như thế này và hương vị của nó thì vô cùng thơm ngon cũng như là dễ uống thôi ạ. Quan trọng hơn đó chính là dòng sản phẩm nước ép tỏi đen thì đến từ thương hiệu Samsung, một trong những thương hiệu vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc mà ai ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua rồi đúng không? Và dòng sản phẩm này thì cũng đã được chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như là đã được kiểm nghiệm rõ ràng nên trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Và với thiết kế nhỏ nhắn cũng như là gọn gàng như thế này thì khi các bạn đi du lịch, đi công tác xa hoàn toàn có thể là mang theo bên mình được. Và tất nhiên rồi để mua được dòng sản phẩm tốt cũng như là chất lượng thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh đó là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cang hoa đến từ Hàn Quốc này. À, và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.